Dự án cuối cùng tại Hà Nội vay gói 30.000 tỷ đồng. Đây là lời giao bán của hàng loạt dự án bất động sản trên mạng Internet. Qua đường dây nóng, nhân viên này cho biết hồ sơ thủ tục vay tiền rất đơn giản và được làm nhanh chóng, chọn gói. Tức là ví dụ bạn vay 70 đúng không? Thì đến cái tập tháng 5 mà nó chỉ được khoảng 50% thôi, thì lúc đấy chủ đầu tư nó sẽ làm một cái thông báo thanh toán trước cho bạn, nó giải ngân luôn 20% còn lại. Trước ngày 1 tháng 6 thì mình vẫn được gói ưu đãi bình thường. Ngoài việc quảng cáo là dự án cuối cùng vay gói 30.000 tỷ đồng, tại trang web giới thiệu dự án này còn có bài viết với nhan đề cách lách luật vay gói 30.000 tỷ. Ngay cả với những căn hộ rộng hơn 100m², giá trên 1 tỷ đồng vốn không thuộc diện được vay gói 30.000 tỷ như quy định, cũng được nhân viên môi giới hướng dẫn cách lách luật để có thể vay. Căn hộ của cái dự án này thì có giá trên 1,05 tỷ đồng, vậy thì tại sao mình có thể vay được cái gói 30.000 tỷ đồng nhỉ? Em sẽ tách ra cái tiền, ví dụ chị mua 14 triệu mét nha bọn em. Còn em sẽ tách ra cho chị là vào đồng là chỉ chiếm biểu diễn 1 mét thôi. Còn lại cái khoản kia tranh kia là chị phải đóng hết cái ban đầu ấy, để chị vẫn vay được cái gói. Mình có gọi điện đến rất nhiều những cái sàn bất động sản. Thì nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình, thì các bạn ấy cũng nói với mình là cái dự án này thì nó cũng sắp hết rồi, dự án cuối cùng rồi. Vì thế là các bạn tư vấn cho mình rất là nhiều những cách mà có thể lách luật, đi gọi là lách luật để mua được dễ hơn, để vay được dễ dàng hơn ấy. Thì mình cũng rất là hoang mang bởi vì mình cũng không hiểu lắm. Mình không hiểu là những cách này nó có vi phạm pháp luật hay không, và nó không biết cái dự án này có phải là dự án cuối cùng chưa ấy. Điều này có nghĩa là trên giấy tờ, khách hàng chỉ phải nộp đúng số tiền bằng giá trị căn hộ như quy định để được vay gói 30.000 tỷ. Số tiền chênh lệch còn lại hơn 300 triệu đồng, khách hàng sẽ phải nộp cho sàn giao dịch mà không có giấy tờ chứng nhận nào cả. Theo đánh giá của các luật sư, thì người mua nhà cần rất cảnh giác trước lời tư vấn các cách lách luật để được vay gói 30.000 tỷ đồng kiểu như vậy, bởi những rủi ro có thể gặp phải khi bị phát hiện. Khi mà các cơ quan chức năng phát hiện ra đấy thì sẽ xử lý, xử phạt những cái cơ quan liên quan, và về lý thì sẽ không chấp nhận cái khoản vay đấy ở trong cái gói hỗ trợ. Có nghĩa rằng cái người vay có thể là phải trả nợ trước hạn hay là sẽ phải trả cái lãi suất như một cái khoản vay thương mại. Theo đánh giá của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, rất có thể những lời giao bán hay chiêu thức lách luật này không phải xuất phát từ chủ đầu tư mà do đội ngũ cò mồi hoạt động tự do thực hiện, bất chấp các quy định của nhà nước. Do vậy, người mua nhà rất cần cẩn trọng xác nhận thông tin cụ thể. Cái đầu tiên tôi khuyến cáo người tiêu dùng là khi làm việc với các nhà môi giới cần kiểm tra lại lý lịch và tư cách của họ có phải là đã được phép hành nghề môi giới này không. Cái thứ hai là các cái hoạt động, các cái quảng cáo khác thì các người tiêu dùng cũng nên phải kiểm chứng. Bên cạnh việc khuyến cáo tới người mua nhà, nhiều chuyên gia bất động sản nhận định các cơ quan quản lý nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ các hoạt động cho vay gói 30.000 tỷ đồng để kịp thời phát hiện sai phạm và có xử lý nghiêm, nhất là trong thời điểm các doanh nghiệp đang chạy đua nước rút trước ngày 1 tháng 6 hết hạn gói vay 30.000 tỷ như hiện nay.